Sáng nay, 18 tháng 7, kỳ họp thứ 20, kỳ họp giữa năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Kỳ họp kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều vấn đề quan trọng khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ông Lê Chân Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang; ông Đỗ Tấn Kiết, bà Đinh Thị Diệt Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, chủ tọa kỳ họp. Cùng tham dự có ông Lê Chân Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang; bà Đặng Thị Hoa Đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, sự nỗ lực lao động sản xuất của nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban sở ban ngành khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện, nên tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm trước 6,5%. Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp xây dựng phục hồi và phát triển khá, thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển về quy mô, chất lượng, hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo được triển khai đồng bộ, quốc phòng an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kính thưa quý vị đại biểu, theo chương trình đã được đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua để đạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2024 đã đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như sau. Thứ nhất, xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, những mặt được chưa được, phân tích nguyên nhân, nhận ra các nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp cụ thể đúng đắn, tạo quyết tâm chính trị cao trong toàn đảng bộ, toàn dân đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp, dù ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra. Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó kinh tế tăng trưởng khá tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6,6% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước 6,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 643 triệu đô la Mỹ, tăng 6,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn ước đạt 4.525 tỷ đồng, đạt 62,87% so nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 114,83% so cùng kỳ. Nhiều sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức phục vụ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm. Để đạt được chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân tỉnh cả năm 2024, thì tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 là phải đạt tối thiểu là 8,3%. Có thể nói đây là một cái nhiệm vụ hết sức nặng nề. Ủy ban tỉnh đề ra định hướng và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. Hai là chủ động triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất thắng lợi mùa hè thu, thu đông, tập trung các biện pháp phòng chống cháy rừng, theo dõi sát tình hình thiên tai, dông lốc, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch. 6 là đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
thường xuyên kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 7 là tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản ở các mỏ cát theo các nội dung và xác nhận. Tập trung chuẩn bị công tác xây dựng dân kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 12, nhiệm kỳ 25-30 thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Kỳ họp cũng đã nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo kết quả giám sát giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày các tờ trình, báo cáo liên quan. Theo chương trình, kỳ họp tiến hành xem xét quyết định nhiều tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều chỉnh bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024, sửa đổi bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định dùng nuôi chim yến, mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở, đồng thời xem xét giao số lượng cán bộ công chức cấp xã thuộc từng đơn vị hành chính cấp huyện, quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng lực lượng, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025, ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển 6 tháng cuối năm 2024, chất vấn và trả lời chất vấn.